kiến thủ kiến, tà kiến. Ba phiền não trược, trong tâm con người đầy rẫy năm thứ ngu độn, tức là tham dục, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi hoặc. Bốn chúng sinh trược, sinh mạng của chúng sinh là do năm uẩn giả hợp mà thành, phải chịu sinh giả bệnh chết, đủ sự thống khổ và phiền não, vĩnh viễn luân hồi trong sáu nẻo năm mạng trược sinh mạng của chúng sinh khổ nhiều vui ít thọ mạng như sương buổi sáng khoảng nháy mắt thì quỷ vô thường đến thì sinh mạng sẽ chấm dứt thần chúng sinh dễ được nhưng thần người khó được vì con người là thông minh nhất trong các loại chúng sinh cho nên được thân người chẳng phải dễ cổ đức nói thân người khó được phật pháp khó nghe nước lớn khó sinh bạn hiền khó gặp bây giờ người mỹ đều có phước báo nếu không có phước báo thì không thể sinh ở nước mỹ có người nói tây phương cực lạc thế giới là nước mỹ bây giờ mới nghe còn có chút nghi ngờ không tin lời nói như thế nhưng phân tích tỉ mỉ thì thật có lý thế giới cực lạc căn cứ tên gọi mà suy nghĩ nghĩa của nó là vui sướng đến cùng cực mà chẳng có chút lo lắng gì bây giờ khắp nơi trên thế giới chịu sự uy hiếp về chiến tranh uy hiếp về lương thực kinh tế mà nước mỹ là một nước giàu mạnh không bao giờ sợ thiếu lương thực và chẳng sợ có chiến tranh đây là thế giới cực lạc ở nhân gian bây giờ phật pháp đã truyền đến đất mỹ quang minh của phật chiếu khắp phật pháp độ khắp phàm là người ở nước mỹ đều đắc được lợi ích phật pháp hạt giống bồ đề đã trồng xuống 10 năm về trước. Bây giờ là thời kỳ mầm non hy vọng thiện nam tín nữ nước Mỹ cố gắng nỗ lực tài bồi, luôn luôn cạo cỏ, luôn luôn thêm phần tưới nước, khiến cho mầm bồ đề lớn dần phát triển tươi tốt, khai hoa kết quả. Ai ai cũng tìm Phật Pháp, thì thế giới chẳng có chiến tranh. Chúng ta hôm nay sành vào nước lớn, lại có bạn hiền, thật là cơ hội tốt, ngàn năm khó gặp cho nên phải nắm lấy cơ hội, đừng để trôi qua. Bốn điều khó được đều đã được, thật là hy hữu, may mắn, cũng là nghiệp lực sở cảm. Cho nên nghe Pháp phải sinh tín tâm mới có công đức. Không sinh tín tâm thì bất cứ nghe Pháp gì cũng chẳng ích lợi gì. Bây giờ chúng ta không những tin còn phải tu hành. Do đó, thân người khó được này đã được. Phật Pháp khó nghe, nay đã nghe. Thân này đời nay không độ còn đợi trường nào độ thân này. Lạc tư duy pháp biến hóa thiên vương được mô giải thoát nhập vào tất cả hạnh điều phục của Bồ Tát vô biên vô tận như hư không. Vị tư duy pháp biến hóa thiên vương này hoan hỷ đồ pháp môn tư duy, pháp tư duy tức là thiền định. Vị này hiểu rõ tất cả các pháp biến hóa vô cùng hỗ tường vô ngại, hiểu rõ pháp này nhập vào được tất cả cảnh giới của Bồ Tát, thấu hiểu điều phục được hạnh chúng sinh hiểu rõ làm thế nào điều phục lại chúng sinh đó, vị này đắc được môn giải thoát này. Vị này còn hiểu rõ tự tánh như hư không chẳng có bờ mé, cho nên nói vô biên vô tận, chẳng có bờ mé là lớn nhất, chẳng có cùng tột là dài nhất. Thiên vương này hiểu được pháp môn này cho nên đắc được môn giải thoát này. Biến hóa chàng thiên vương được môn giải thoát, phổ bi trí quá sát vô lượng phiền não của chúng sinh. Vị biến hóa tràng thiên vương này có tràng báo biến hóa vô cùng, có thể biến lớn, biến nhỏ, có thể biến nhiều, biến ít, biến hóa đủ lại bảy báu để trang nghiêm tràng báo. Vị này quán sát được tất cả phiền não chúng sinh, phiền não từ đâu mà có, nói đơn giản là từ vô minh mà sinh ra, vô minh khởi mà biến làm phiền não tham sân si. Phiền não có đại phiền não, trung phiền não và tiểu phiền não lại sinh ra vô lượng vô biên phiền não, cho nên nói vô lượng phiền não. Chúng sinh có phiền não chướng và sở chi chướng. Phiền não chướng tức là chấp tà quá nặng, sở chi chướng tức là chấp pháp quá nặng. Do hai sự chướng ngại này mà chúng ta lưu chuyển trong sáu nẻo, luân hồi, không giải thoát được. Mỗi một chúng sinh đều có phiền não của họ. Người giàu thì có phiền não kiêu ngạo, kẻ nghèo thì có phiền não tự ti, phiền não là gì tức là không biết đủ nếu biết đủ thì chẳng có phiền não do đó biết đủ thì vui nhịn được thì yên vị thiên vương này đắc được môn giải thoát phổ biến từ bi trí huệ phát nguyện độ chúng sinh xem chúng sinh bình đẳng không phân biệt người thân kẻ oán hết thảy đều như nhau tình tú âm diệu trang nghiêm thiên vương được môn giải thoát phóng quang hiện tam luân thân khẩu ý của phật để nhiếp hóa chúng sinh vị tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên vương này phóng quang minh quang minh như tinh tú rất vi diệu trang nghiêm các cõi nước chư phật vị này đắc được môn giải thoát phóng quang hiện tam luân nhiếp hóa của phật phật tức là phật thích ca hoặc là mười phương chư phật tam luân tức là thần khẩu ý tam luân của phật tam luân của bồ tát tam luân của a la hán tam luân của chúng sinh đều khác nhau tam luân của phật có thể nói là một luân lại có thể nói là chín luân trong mỗi một luân có ba luân tác dụng ví như miệng miệng không chỉ riêng tuyết pháp luân cũng có thể nói là ý niệm luân cũng có thể nói là thần túc luân như vậy mỗi một luân đầy đủ công dụng ba luân luân chuyển không ngừng chuyển đại pháp luân cho nên tam luân của phật với tam luân của chúng sinh chẳng giống nhau tâm luân của chúng sinh thân tức là thân miệng tức là miệng ý tức là ý không thể dùng lẫn nhau mà có sự chướng lại tâm luân của phật lấy bốn pháp nhiếp làm chủ cho nên nói nhiếp quá chúng sinh nhiếp là nhiếp thọ giống như hút sắt vậy nhiếp phần làm hai thứ một nhiếp hữu tình giống như có người ở nhiễu ước tiếp được thơ hoặc điện thoại của bạn bè ở cựu kim sơn bèn đến cựu kim sơn hai nhiếp vô hình tức là nhiếp tinh thần, tức cũng là thần túc thông, có thể nhiếp người đến, ví như có người vốn chưa từng thấy mặt, hoặc là chỉ thấy trong mộng, thì người này bèn đến, đó là tác dụng về nhiếp tinh thần. Phật thường dùng nhiếp hữu hình và vô hình để nhiếp hóa chúng sinh, dùng đủ loại thần thông để nhiếp hóa chúng sinh, dùng tứ bi hỷ xả để nhiếp hóa chúng sinh, tóm lại, có bốn loại nhiếp. Một bố thí phân làm ba loại, A bố thí tài, thấy người khốn khổ hoạn nạn dùng vàng bạc vật chất để cứu họ, họ sẽ cảm động mà tin bạn. B bố thí pháp, thấy người không rõ sự lý, bèn dùng Phật pháp nhân quả để khai đạo cho họ, khiến cho họ khai mở trí huệ, họ sẽ cảm động mà tin bạn. C bố thí không sợ hãi, thấy người bất hạnh, dùng lời khéo để an ủi họ, làm cho họ không hoảng hốt sợ hãi, họ sẽ cảm động mà nương tựa bạn như vậy sẽ phát sinh cảm tình với chúng sinh thì dễ gần gũi chúng sinh. Hai ái ngữ tức là lời nói thái độ giống như cha mẹ nói với con cái, không những nhu hòa mà còn từ bi, đối với chúng sinh cũng lại như thế, khiến cho chúng sinh có hảo cảm. Do đó, lời hay nửa câu ấm suốt ba mùa đông. Lời nói là biểu đạt sự cảm tình, biết dùng người thì kết duyên lành khắp nơi, không biết dùng người thì kết duyên ác khắp nơi, cho nên người tu đạo phải rộng kết duyên lành. Có câu chuyện như vậy lúc Đức Phật còn tại thế, Đức Phật và hai vị tôn giả Ca Diếp và A Nan đi đến xứ Nọ thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Cặp lúc mùa hạ, thời tiết nóng bức, mồ hôi chảy nhễ nhại, bèn đến nghỉ dưới gốc cây. Lúc bấy giờ Đức Phật thấy một phụ nữ đến giếng gánh nước, bèn sai tôn giả A Nan đi xin nước. A Nan đến bên giếng, người thiếu phụ nổi giận, không những không cho nước mà còn mắng chửi tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan im lặng cúi đầu trở về chỗ Phật. Phật sai tôn giả ca diếp đến xin nước. Tôn giả ca diếp đến bên giếng, người phụ nữ cười hỏi, Thầy đến đây làm gì? Tôn giả ca diếp nói rõ ý của mình đến. Thì người phụ nữ này múc đầy hai bầu nước, một bầu cúng dường Phật, một bầu cúng dường Ngài ca diếp. Tôn giả An nan thấy như vậy trong tâm nghi vấn, bèn hỏi Phật là nhân duyên gì? Phật bèn nói ra một đoạn nhân duyên trong vô lựa kiếp. Lúc đó, người phụ nữ này là con chuột, vì quan hệ nghiệp chướng chuột bị xe cán chết ở giữa đường, thân thể đã hôi thối. Tôn giả An Nan là một vị tỳ kheo đi ngang qua, người thấy mùi chuột thối muốn mửa ra, tầm nghĩ lão chuột đáng chết rồi bịt mũi đi qua. Đằng xa cũng có một tỳ kheo đi đến, đó là tiền thân Tôn giả Ca Diếp. Tôn giả phát tâm tử bi, thấy chuột chết thật đáng thương xót, mới mai táng xác chuột dưới đất, rồi vì nó mà niệm bảy lần chú vãng sinh, cho nên nó mới có duyên sinh làm người. Đó là nhân quả kết duyên lành hoặc kết duyên ác. Ba lợi hành, tức là có lợi gì thì phân chia đồng đều cho mọi người, không thể chiếm làm của riêng. Nên học bảo thúc nhà và quan trọng về việc chia vàng. Hai người hợp tác làm ăn, đến khi chia lợi nhuận, thì quan trọng lấy ít phần nhiều còn bảo thúc nhà thì ít hơn. Có người cho rằng không công bằng mới hỏi bảo thúc nhà tại sao lại như thế. Bảo thúc nhà nói quan trọng có mẹ già, còn sinh tiền, ăn uống phải có dinh dưỡng cho nên mới phần nhiều. Quan trọng nghe được điều này, rất cảm động vô cùng, rất cảm kích nói rằng cha mẹ là người sinh ta, người biết ta là bảo thúc nhà. 4. Đồng sự, Bồ Tát nghĩ muốn độ người gì? Thì hiện ra thân đó cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 thần tướng, đáng dùng thân người nam độ được thì hiện thân người nam để độ, đáng dùng thân người nữ độ được thì hiện ra thân người nữ để độ, đáng dùng thân sĩ nông công thương độ được thì hiện ra thân sĩ nông công thương để độ. Tóm lại phải hiện ra thân cùng thân, cùng thân phận thì mới độ được dễ dàng. Nếu với chúng sinh giống nhau chẳng có giới hạn, không phân biệt đó đây như vậy thì bạn với chúng sinh thành một thể lúc đó thuyết pháp cho chúng sinh nghe thì hiệu quả trăm phần trăm vị thiên vương này đã được môn giải thoát bốn pháp nhiếp để nhiếp hóa chúng sinh ở trên là môn giải thoát của mười vị biến tịnh thiên vương dưới đây là những bài kệ của các vị đó Bây giờ thanh tịnh huệ danh sinh thiên vương nương oai lực của đức phật quán sát khắp tất cả thiên chúng có trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh mà nói ra bài kệ. Tức là lúc đó vị thanh tịnh huệ danh sưng thiên vương trời tam tiền thuộc về sắc giới, nương đại oai thần lực của chư Phật quan sát khắp hết tất cả thiên chúng trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh và trong ba cõi trời này lại phân ra vô lượng vô biên trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Vị thiên vương này nói ra 10 bài kệ để tán thán công đức của Phật trời tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc ở cõi trời này chẳng cần hoan hỷ cảnh giới nữa cảnh giới thuần túy rất vi diệu khoái lạc trời tam thiền này có ba cõi trời một trời thiểu tịnh Thiên chúng ở cõi trời này đã thoát khỏi tâm vui mừng đã được khoái lạc tịch tĩnh vi diệu sự khoái lạc này là từ nội tâm sinh ra chẳng phải từ ngoại cảnh mà có hai trời vô lượng tịnh Thiên chúng ở cõi trời này thần tâm đắc được khinh an như hư không, là cõi trời khoái lạc nhất. Người tu đạo không nên ở cõi trời này, vì quá khoái lạc mà quên tu hành, rất dễ đoạn lạc. Ba trời biến tịnh, thiên chúng ở cõi trời này đắc được thuần chân thanh tịnh diệu lạc, tiêu diệt tất cả tâm hoàn hỉ. Bậc biết rõ pháp tánh vô ngại, hiện khắp mười phương vô lượng cõi, nói cảnh giới Phật khó nghĩ bàn, khiến chúng đồng về biển giải thoát. Bậc biết rõ pháp tánh vô ngại, chỉ có Phật mới biết rõ và hiểu được pháp thế gian và pháp xuất thế gian, thấy rõ được tất cả các pháp đều viên dung vô ngại. Phật không những tự mình thấy rõ được đạo lý này mà cũng dạy chúng sinh, thấy rõ được đạo lý này. Hiện khắp mười phương vô lượng cõi, Phật hiện khắp hết cõi nước chư Phật trong mười phương để giáo hóa chúng sinh phàm phu chúng ta cho rằng Phật chỉ hiện ở thế giới ta bà để giáo hóa chúng sinh. Thực ra, mười phương thế giới đồng thời đều có Phật xuất hiện ra đời, cho nên nói hiện khắp mười phương vô lượng cõi. Nói cảnh giới Phật không nghĩ bàn, Phật ở trong vô lượng vô biên cõi Phật, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh hiểu được cảnh giới của Phật là không thể nghĩ bàn, là diệu không thể nói tóm lại tầm phàm phu nghĩ không đến miệng nói không ra cảnh giới